khi được yêu cầu kể tên 5 cầu thủ kỹ thuật hơn mình. Đi tìm Odegaard và Kevin, ai mới là nhạc trưởng xuất sắc hơn? Mùa này, 1. Bàn thắng. Martin đã có tất cả 10 lần ăn mừng trên 3 giải đấu. Kevin lại hơi khiêm tốn, 7 bàn, 5 mặt trận. Odegaard 1-0. 2. Kiến tạo. 7 đường dọn gỗ là con số nói lên tầm quan trọng của Martin. Nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước Kevin vì của anh là 20 lần. Werner 1-0. 3. Dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của nhạc trưởng Arsenal năm nay là 8,16 và 13%, vượt xa nhạc trưởng MC 4,92 và 9%. Odegaard 2-1. 4. Thể hình. Messi Na Uy sở hữu chiều cao 1m78, nặng 68kg. Pele gừng thì ăn khỏe hơn, 1m81, 68 cân. Werner 2-0. 5. Tốc độ. Odegaard 3-2. 6. Chuyền bóng. 13 cơ hội lớn tạo ra, trung bình 2,3 đường chuyền quyết định là Martin. Còn của Kevin, 25 cơ hội lớn tạo ra, 3,2 đường key pass. Werner 3-0. 7. Kỹ thuật. Khi được yêu cầu kể tên 5 cầu thủ kỹ thuật hơn mình, Neymar không do dự gọi tên bạn thân của tòa. Werner 4-3. 8. Phòng ngự. Một trong những nhân tố đóng góp vào khả năng pressing của pháo thủ là Martin với 536 lần so với 394 của Kevin, tức là nhiều hơn 36%. Odegaard 4-0. Xin lỗi các pháo thủ, năm nay là mùa giải cực kỳ bùng nổ của Odegaard, nhưng có lẽ Kevin vẫn nhỉnh hơn một chút. Túm lại, mình chọn Werner mùa này. Còn các bạn, ở video sau chúng ta sẽ cùng so sánh Antony và Nunes mùa này nhá.